chuyện tình yêu của Xuân Huy và Bảo Lính khiến khán giả vợ chồng song nhiều fan cười té ghế. Cơ nàng từ khi nàng có bạn trai đến khi nàng chia tay người cũ, Xuân Huy kiên trì cho đến ngày được Bảo Lính tỏ tình lại. Sau một tháng chính thức yêu nhau, Xuân Huy cùng bạn gái hơn 3 tuổi ra công viên chơi. Đang đi công viên, em thấy trời nắng quá nên bảo vợ em khi đó là người yêu, vào khách sạn đi. Vợ em hỏi vào làm gì, em nói vào đó tắm rồi nghỉ trưa thôi. Vô thì vợ em tắm trước, rồi em tắm, chứ không nghĩ làm chuyện đó, chàng trai chính sẽ. Sau đó, cô vợ tiếp lời, ngồi nói chuyện một hồi, chồng em hôn em rồi chuyện gì tới cũng tới. Chồng em là Còn Dinh. Đến đây, Hồng Dinh dí dỏm, vậy là em cướp đời trai của người ta phải không? Khiến đôi vợ chồng cười bẽn lẽn. Sau lần vào khách sạn đó, Bảo Lính mới vô tình biết người yêu kém tuổi nhưng vẫn rất thích vì vua của cô là trai trẻ. Cặp đôi yêu 2 năm trước khi làm đám cưới. Khi kết hôn, Bảo Lính đã có bầu 7 tháng. Rủ bạn gái vào khách sạn. Trú nắng, chàng trai 21 tuổi bị cướp đời trai, lần đầu của em sợ lắm.